quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với chị Hoàng Hồng Trang, trưởng phòng môi giới khối khách hàng cá nhân công ty chứng khoán HSC. Thưa chị, trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay thì thị trường đã có một sự rung lắc rất là mạnh. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên hàng loạt các cổ phiếu blue chips đã khiến cho nhà đầu tư trở nên hoang mang hơn. Vậy thì từ góc nhìn của chị thì VN-Index thủng mốc 680 điểm lúc này có đem lại những cái rủi ro gì lớn cho thị trường không ạ? Với việc thị trường hôm nay thủng mức 680 thì có đem đến cái rủi ro rất là lớn cho thị trường là có thể lùi về mức hỗ trợ sâu hơn. Vâng. Tức là ngắn nhất ngay sát đấy là 670 và cái vùng hỗ trợ mạnh đó là 650. Vâng. Thì với cái áp lực bán cuối phiên ngày hôm nay thì cũng có thể thị trường sẽ phải lùi lại trong thời gian tới. Vâng. Tuy nhiên, ở đây tôi vẫn ở góc nhìn của tôi thì tôi vẫn nhìn thấy có một cái điểm là các mã vốn hóa lớn và các trục chỉ số của chúng ta đang nằm ở cái vùng hỗ trợ cũng tương đối, thì có thể kỳ vọng một cái sự bật hồi nhẹ nho nhỏ vào ngày phiên giao dịch trong một trong vài phiên kế tiếp. Vâng. Và như chúng ta đều biết thì thị trường đang bước vào mùa báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì có một số doanh nghiệp lớn như là Vinamilk, Vietcombank hay FPT đều công bố lợi nhuận tốt. Tuy nhiên thì giá cổ phiếu trên sàn thì lại có một cái sự ngược lại, tức là giá cổ phiếu thì vẫn cứ giảm. Về điều này thì chị có nhận xét gì không ạ? Có một câu rất là hay trên thị trường chứng khoán là tin ra thì bán. Và khi mà các cổ phiếu blue chip như là Vinamilk, Vietcombank hay FPT công bố lãi thì chúng ta nhìn thấy cái lệnh bán nó đã ồ ạt đi ra chứ không phải là lệnh mua được mua vào. Thì cái việc đấy tôi đánh giá là mọi kỳ vọng trong kết quả kinh doanh quý 3 đã phản ánh vào giá, tức là nó đã có một cái đợt tăng giá trong thời gian trước. Thì đến tại ngày hôm nay cái sự kỳ vọng đó không còn được nhà đầu tư mua thêm để kỳ vọng tăng lên nữa. Vâng. Và đúng thật là giống như những điều mà chị vừa chia sẻ thì vẫn có nhiều nhà đầu tư mạo hiểm. Người ta vẫn chọn cái cách là sẵn sàng mua vào các blue chip đã rơi vào tình trạng giảm giá trong nhiều phiên vừa qua để tận dụng được cái mức rẻ như chị vừa nói đấy. Nhưng mà không biết là cái chiến lược này có phải là một cái chiến lược an toàn hay không, hay là đòi hỏi chúng ta phải có những cái điều gì khác thì mới có thể áp dụng được. Với chiến thuật mà mua cổ phiếu blue chip, theo tôi đánh giá thì đã mua cổ phiếu đầu tư chứng khoán thì phải đầu tư vào cổ phiếu blue chip. Vâng. Đó mới là dòng tiền bền vững, dòng tiền lớn đổ vào. Vâng. Tuy nhiên, cái thời điểm mua cổ phiếu thì nó lại phụ thuộc vào cái chiến lược của nhà đầu tư. Đấy là nhà đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay là dài hạn. Vâng. Còn đối với blue chip thì càng rẻ càng tốt, tức là chúng ta mua giá càng thấp càng tốt. Và cứ có giá tốt chúng ta mua. Vâng. Và như nhận định từ ban đầu đó, thị trường trong ngày đầu tuần đã có một sự rung lắc như thế này rồi. Và không biết là cái sự rung lắc này nó sẽ còn diễn biến tới khi nào, và liệu là cái sự hồi phục lúc này xảy ra thì khả năng của một bull trap là bẫy tăng có cao hay không thưa chị? Theo như kinh nghiệm của tôi á, thì tất cả những cái giai đoạn mà cổ phiếu khó tăng giá nhất chính là cái thời điểm gần cuối năm. Khi đấy thì thông thường cuối năm thì cái dòng tiền gần như bị thu hẹp về khi các công ty chứng khoán đáo hạn các hợp đồng margin hoặc là ngân hàng cũng thu tiền về. Vâng. Đồng thời bây giờ đang là giai đoạn mà trũng của thông tin, thì thị trường mà để mà tăng mạnh, tức là dòng tiền lớn đổ vào mà tăng mạnh lên thì rất là khó. Cho nên tôi đánh giá nếu mà có sự phục hồi thì cũng chỉ là những cái phục hồi ngắn hạn. Vâng. Đấy, có thể như bạn nói đó là bull trap thôi. Và vâng, chúng ta theo quan điểm tôi thì cứ bull lên là chúng ta biến thành tiền mặt bớt. Vâng, và trước khi khép lại cuộc trò chuyện này thì không biết là chị còn điều gì muốn nhắn gửi đến các nhà đầu tư ở thời điểm này hay không? Ở thời điểm này như tôi đã chia sẻ thì là quan điểm của tôi về cái dòng tiền cuối năm thì thông thường nó thu hẹp lại, cho nên cái việc mà thị trường tăng trưởng mạnh là khó hơn. Tuy nhiên, để đứng xét về cái góc độ vĩ mô của nền kinh tế thì tôi đánh giá là cái sự tăng trưởng của thị trường sẽ tiếp tục trong năm 2017. Cho nên việc mà thị trường giảm là cơ hội để cho nhà đầu tư trung và dài hạn mua vào, tích lũy những cổ phiếu tốt cho cái sóng năm tới. Vâng, xin cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị quay trở lại với bản tin FBNC tối nay trên kênh truyền hình FBNC.
Minh Vy xin kính chào quý vị. Như thường lệ, trước khi khép lại bản tin FBC tối nay, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành ít phút để điểm lại những thông tin nổi bật trên bản tin kỳ này. Liên quan đến thông tin nước mắm chứa arsen gây hoang mang cho người tiêu dùng trong thời gian qua, sáng ngày 24 tháng 10, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh lập đoàn thanh tra liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Vinatax về công bố này. Theo đó, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Vinatax, xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Vinatax. Bên cạnh đó cũng xác định rõ có hay không việc Vinatax nhận tài trợ từ doanh nghiệp trong việc tiến hành hoạt động khảo sát trên. Dù những tháng cuối năm 2016 được dự báo là thời điểm khó khăn của ngành tôm Việt Nam khi phải đối mặt với không ít thách thức về thời tiết, dịch bệnh, thế nhưng theo các doanh nghiệp, thời điểm này sẽ thuận lợi hơn về thị trường do nhu cầu nhập khẩu phục vụ cho mùa Giáng sinh và năm mới tăng lên. Đây sẽ là động lực để ngành vượt qua các thách thức, hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng của năm nay. Hải tặc Somali mới đây đã thả 26 thủy thủ mà nhóm này đã bắt giữ từ tháng 4 năm 2012. Trong số này có 3 người Việt Nam, số còn lại đến từ một số nước châu Á khác. Các thủy thủ này đã bị hải tặc Somali giam giữ tại Dabagala gần Harari, cách thủ đô của Somali khoảng 400 km. Đây được coi là sào huyệt của cướp biển. Theo đại diện của tổ chức phi chính phủ Ocean Beyond Piracy, tổ chức này đang phối hợp với địa phương nhằm gây áp lực lên nhóm cướp biển đòi lại tự do cho những thủy thủ bị giam giữ. Sau cuộc họp 2 ngày với các lãnh đạo EU, Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định sẽ không có hiệp định xuyên Đại Tây Dương gọi tắt là TTIP trong năm nay. TTIP là hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và EU. Sau hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TTP thì TTIP là hiệp định mang nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên bên cạnh kỳ vọng, TTIP cũng gây tranh cãi. Hồi tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Pháp từng yêu cầu hoãn đàm phán TTIP vì nhiều sự kiện chính trị. Nhiều ý kiến chỉ trích cũng cho rằng hiệp định có thể hạ chuẩn an toàn thực phẩm và môi trường, đồng thời hiệp định sẽ cho phép các doanh nghiệp đa quốc gia lách luật. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng khép lại bản tin FBNC tối ngày 24 tháng 10 trên kênh truyền hình FBNC. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại tất cả các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin cần thiết ngay tại địa chỉ